Sau cái mùa dịch rồi đi rồi mấy đám rồi thấy tình hình sao? Tình hình thấy cũng là trở lại bình thường rồi, thấy cũng còn hào hứng lắm. Rồi anh em mình thấy sao? Anh em của mình khỏe hết trơn hết trời. Khỏe hết ha. Ừ. Rồi trong mùa dịch này hoạt động rồi có đường lối gì không? Đường lối gì mới không? Thì nói chung bây giờ đám tiệc bây giờ không như phải như ngày xưa, mình vô đám phải cẩn thận chút xíu, xịt cồn rồi này kia cà thử để phòng người Covid. Rồi cảm ơn. Đầu tóc sao kỳ á? Trời ơi, vì sương gió bạc nó làm quắn hết trơn. Sống đời thác về chân chế là tội tạm mà người đời mượn đạo đi dừng chân đã làm kiếp người thì sanh lão bệnh tử không ai tránh khỏi. Nay mới là mạng số hồng trần về nơi đất Phật, nước biển mênh mông không đáng đầy tình mẹ, mấy trời lồng lộng khó phụ kính được công cha, đứng trước cảnh đau thương mất mát vô cùng lớn lao từ phía gia đình, dính trù mai táng cho hồng thầy tấm lương. Có ba đôi thầy trở về đây thực hiện đại lễ bái quan động quan và di quan. Vậy chứ mình làm lễ với đại chúng cháu xin được phép bắt đầu.
xin gọi mạng tám mươi mạng hay gì mày chết chưa quỷ phụ bà con cứ nói ơi ơi nó xiết cổ tôi nè trời ơi tôi thở không nổi xiết cổ mà tôi mày thở hả lôi đầu nó lên có chuyện nói gì ai đó ai cầu đâu cầu đá mạnh như vậy nếu như có bản lãnh vượt qua thì tha cho nó, còn kéo bản lãnh cho theo phò lên cũ luôn. Mày đứng kia không nói hả mày? Trước khi làm gì làm việc khỏi chậm. Muốn gì đâu mày? Tụi bay hay để cho nó ăn thành người ở cũng mới gì tao chết được. Mày ăn ai mày? Mày thôi nè. Rồi lại bà con ở đây luôn nè. Chúng ta coi thôi cái buồn trộn. Hai phần thôi đánh tới đầu. Đánh cái buồn trộn lại bà con ở đây. Rồi mày kiếm gì nữa mày? Bây giờ nha. Mấy đứa nhỏ chạy hết rồi. Bây giờ tao muốn cố mày ăn thịt đằng ơi. Mày ăn hết không mày? Dạ mày bị lừa không? Dạ chèo hả? Căng ra ra cho dạ đá mày. Trời ơi, làm gì đá gì hết trận dữ vậy mày? Mày cho đâu lẹ rồi nó xuống xuống xuống. Mày mày. Bà con có hổ tao gì dữ vậy? Mày chết thì mày xài được không mày đây mày? Nằm xuống mày. Đau. Đau lắm bà con khu ấy. Chết kiểu nào cái kiểu này nó lủng lỗ lỗ quá. Mày có xuống được chết kiểu nào đó mày? Nằm xuống mày. Tao thấy giảm nhẹ nhiều mà là trời vậy mày. Tao phải làm cho nó giảm dữ rồi biết nhẹ nặng mày. Còn giá chèo hả? Còn giảm rước là rước rồi mày. Tao đâu thấy đâu. Nó cho mướn mà làm như là con gà chứ mày. Ôi mày. Mày thấy nước ở đây sao mày? Công nhận á. Nước không có gối sao mà nó bát hơn thành gối như vậy. Bát hơn heo lên được mày. Cho thú đất được không mày? Ủa vô mày. Ủa mày uống nước không xong hả mày? Không còn tới khổ. Uống nước uống. Ôi trời. Nó giết cái trâu vậy chảy vô lỗ thở không? Mày uống xíu cho nó lỗ thở vậy mày. Nằm xuống đi tao hỏi nha. Trước khi chuẩn bị cõi trận đi theo phò lên chủ. Mày có gì muốn nói bà con ở đây không? Dạ. Trước khi con dịch bị đổi cần để đi theo phò lính cơ gia đình bà con cố gắng dù sai lầm có thương tình hãy ủng hộ con làm lộ phí đổ xăng tặng về và con cố gắng cứu ơi anh con quỷ này trước khi chết xin phí đổ xăng bà con ơi bà con nào có thương tình ủng hộ gia năm 10.000 lẻ đổ xăng đi dọc đường luôn không cho mà được không mày trời ơi khán giả đông như vậy mà sao không ai thương tình ủng hộ á làm sao mà tôi về chứ chắc tôi ở khu vực thì tôi cũng phá hoại hoài nữa có không có thì đi bộ mày còn không nghe hả mày chủ cái hôm thầy tam lương đâu rồi mày sẽ tới là đến cơ sở mày tán nhà phòng thầy tam lương chi mày ông tam lương ơi nếu một mai tôi vĩnh biệt cõi trần thì ông phải tặng cho tôi một cái hồn đẹp giống hệt như trong nhà vậy nghe ông đáp đứa mày khô quá chứ người chết được sinh hồn lỗi tốt hả có mày sao tặng như mày cái đường thiện thương mày cho không cho tao không cho đâu Yeah.
mày nói cái gì đồ phí hả mày? Trời ơi, nói thì nói ghê, còn chó hay không lỡ tấm lòng của bà con. Đây không phải là lời ca hay tiếng nhon, mà đây là lời đạo xót của loài quỷ sứ. Trước khi dính về coi trần, muốn gì thì nói lẹ lên mày. Trời ơi, chốt ở đây chúng sẽ đưa tôi về bên kia thế giới. Cô bác mà có thương tình lực, có ủng hộ thì tranh thủ ra đi đi, không còn cơ hội vậy. Này, đâu mày đi hết, còn nãy giờ bà con cô bác vô ủng hộ đủ mua một giá phương trang giường nằm máy lạnh có wifi gì chứ vậy. Bà con gom góp là tặng cho mày tổng cộng được bao nhiêu kệ? 70.000 nha mày. Giờ đây anh trai tặng thêm cho mày thêm 50.000 nữa nha mày. Xị hai trọng nữa mày, không có quỷ vậy mình thôi. Người ta chết mười mấy hai ba chục chai, còn cái thằng quỷ đẹp trai chứ thú quá chết gì con xị hai trời. Mày quỷ sứ mà không bao nhiêu người ta hả? Lạnh lắm không, để mất dạy thì vô đắp mà lại cho mày. Không kêu gì à, Phú Thịnh Ban nha. Qua thằng vậy đó. Trời ơi, sầu đứng đây là không chịu. Mà hôi bùi trắng vậy, quá trời quá đất mày. Không sợ, mấy ngày nay chứ gì mày. Nằm xuống mày. Con bắt nghe rồi con. Dạ, đợi tới con. Cái gì hôn bắt vậy? Ê, lỡ. Lỡ, lỡ. Hết chỗ mày trà, mày nhúng mày lỡ. Mày lỡ khô trước thì kiếm hai bà già vợ gì đó. Mày để nhưng ta cứ xin ra để nó cứ đi dập. Dập cái gì? Ôi, dập thằng kia đấy. Trên tên là không lo xuất hành tới bên đây đâu hả mày? Gạch, gạch, gạch. Để chấm lên cái tặng thêm một sĩ ra. Một sĩ. Một sĩ nhận gì thế? Thôi à. Để để. Con gọt không ạ? Chuẩn bị sư tử quỷ này mọi người, chuẩn bị. Ê, mới chuẩn bị đặt thuốc lộn chỗ thằng ông nội. Đặt nó bể hai thịt dịch nó sao? Một, hai. Cái gì nữa vậy mày? Trước khi dịch biệt cõi trần, lìa xa nhân thế. Rồi sao nữa? Nó bị dòng nghỉ trong trong nhà, chứ mà sanh ra còn ra ủng hộ mày. Mày chết đi, ta cho thêm mày. Hai ư? Ba đập đó. Thì sẽ ra ngoài luôn. Let's go.
Chương trình làm lại của anh em chúng tôi xin được phép bắt đầu.